Tổ Nội dung Quân khu 9 sáng nay đã tổ chức kiểm tra, thẩm định và hướng dẫn soạn thảo hệ thống văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bạc Liêu năm 2023. Tham dự có Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng, thành viên Ban chỉ đạo, Phó Tổ trưởng Tổ Nội dung Quân khu 9, đồng chí Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực Ban dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Bạc Liêu. Sau khi nghe thông qua báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bạc Liêu và thành phố Bạc Liêu, Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn kiện diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bạc Liêu. Để đảm bảo tốt cho Tổ Nội dung Quân khu kiểm tra, Phó Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chuẩn bị chu đáo, tổng hợp đầy đủ về công tác sắp xếp các vị trí, tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra. Đối với thành viên Tổ Nội dung Quân khu kiểm tra các nội dung văn kiện theo đúng chức năng ngành mình đảm nhiệm, từng cơ quan tổng hợp nhận xét mức độ hoàn thành của từng ngành, báo cáo đề xuất với Tổ Nội dung Quân khu. Trong 2 ngày, Tổ Nội dung Quân khu 9 kiểm tra các nội dung như công tác chuẩn bị diễn tập, chương trình vận hành các cuộc họp, nội dung điều hành và chất lượng các bài phát biểu, nội dung kết luận của người chủ trì cuộc họp cấp tỉnh và thành phố Bạc Liêu, kiểm tra các văn kiện của các sở ban ngành trong các cuộc họp và các kế hoạch đảm bảo cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo đề nghị của tỉnh, kiểm tra kế hoạch thực binh, kế hoạch đảm bảo cho cuộc diễn tập và các khu thực binh, khu căn cứ chiến đấu giả định của tỉnh và thành phố Bạc Liêu. Cuộc kiểm tra nhằm giúp cho Tổ Nội dung, cơ quan ban chỉ đạo, các sở ban ngành tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bạc Liêu năm 2023.